Đây là Nam. Nam đang là học sinh lớp 12. Nam rất thích vừa tập game vừa học bài. Vì Nam cho rằng muốn đậu đại học thì phải khổ công luyện tập. Slogan của Nam là thà để mồ hôi rơi trên trang sách còn hơn nước mắt rơi trên đề thi. Còn đây là Ly. Ly cũng là một học sinh cuối cấp. Ly tin rằng sự thoải mái của cơ thể sẽ tỷ lệ thuận với tốc độ học bài. Vì vậy, Ly thức dậy với sự quyết tâm học hành và đi ngủ với sự thôi miên của sách vở. Cái chuyện này bình thường. Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. Hùng quyết tâm không lơ là trong học tập, phải dồn hết sức lực để giúp bộ não tiếp thu kiến thức tốt nhất. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Với Dũng, Dũng thường xuyên học mọi lúc mọi nơi, quyết không trời để đời tươi sáng. Còn bạn thì sao? Bạn đang học theo phong cách nào? Ai cũng mong muốn đậu vào môi trường đại học mơ ước, nhưng mỗi người có một phong cách học khác nhau. Hãy học theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đột phá 8+, tích hợp chuyên sâu, đậu ngay trường top.